Cho mẹ mình uống cái viên này luôn. Má à, nãy nè, khui rồi nè. Mình uống cái viên này. Ok nha. Phòng bệnh hơn chữa bệnh cả nhà ơi. Và hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái sản phẩm mà đang gọi là rất là hot nha. Đó, đây là cái viên gọi là An Công Ngưu. Đó, An Công Ngưu nè. Sản phẩm nè. Và hôm nay hàng về rất là nhiều nha. Cái này là mua để cho gia đình xài. Và sẵn dịp là mình mua rất là nhiều để cho anh chị em nào cần có nhu cầu thì mình sẽ chia lại luôn. Đó, đây là một cái hộp của nó. Và hàng này là hàng chính hãng. Và hôm nay là mình sẽ review trực tiếp luôn để cho mọi người biết cái hàng chính hãng nó như thế nào. Đây là cái sản phẩm để gọi là cái chống đột quỵ cũng như là tai biến mạch máu não. Và rất là nhiều bệnh mà do mà mình làm việc căng thẳng hay là nói chung là bệnh bây giờ cái bệnh đột quỵ thì nó rất là nhiều luôn. Đó, sáng nay là mình nghe cái thông tin ở bên bệnh viện Bạch Mai đó là một tháng là 1.000 ca đột quỵ đó cả nhà ơi. Đó, và hôm nay đó là trên tay mình đây là một cái hộp An Công Ngưu hoàn hoàn nha, dạng tổ cán. Và cái này đó là cái nhà thuốc của nó là nhà thuốc Quang Đông nè. Nếu mà ai đang sử dụng những cái hàng mà cái hàng Hàn Quốc là mọi người biết cái hãng Quang Đông này nó rất rất là nổi tiếng luôn. Và nó bán hàng này thì mình cam kết chính hãng 100% luôn. Đó, bán xài nên mọi người khỏi lo. Đó, cái thứ nhất của nó là mình nhìn cái hộp của nó, đây là những cái tem chống hàng giả nè, tất cả ở bên ngoài. Và khi mà mình á, bây giờ là mình sẽ khui một cái hộp ra để cho mọi người biết. Hồi nãy giờ là mình đã khui ra để cho mẹ mình này nọ là uống á. Thì bây giờ mình khui ra luôn cho mọi người. Cái thứ nhất là mọi người về á, phân biệt hàng này ở ngoài thị trường nó tràn lan lắm đó cả nhà ơi. Nếu như mà mình không biết đó là mình sẽ va chạm những cái hàng giả này nọ thì tiền mất tật mang nha. Thứ nhất đó là khi mà ở đây là nó sẽ có tem chống hàng giả nè. Cái thứ hai nữa đó, khi mà mình khui như thế này nè, nó sẽ có keo thông nha cả nhà. Cái keo thông đó là cái keo mà khi mà mình lật ra là nó sẽ hư luôn cái hộp, chứ nó không có lật ra được. Đó là cái keo thông. Bên trong một cái hộp như thế này á là nó sẽ có 10 cái hộp. Đó, 10 cái hộp mà An Công nè. Hộp để chống hộp độc quỷ á, chống độc quỷ. Và bây giờ là bên trong cái này là nó sẽ có hàng sử dụng này cả nhà, hàng sử dụng đó. Và những cái hàng như thế này nó sẽ cũng có dán keo thông hết, có mã vạch đầy đủ hết nha cả nhà. Keo thông nè, khi mình lật ra là hư luôn cái hộp nè đó. Và bên trong nó sẽ như thế này, mở ra cho mọi người. Ở bên trong này sẽ có hướng dẫn sử dụng đó. Và cái những cái tờ này đó, mình đọc không rõ thì mình ở đây mình sẽ có ghi ra rõ ràng hết tất cả những cái hướng dẫn sử dụng nè đó. Mỗi cái hộp mình sẽ đưa về như thế này. Và bên trong của nó là sẽ có một cái hộp An Công nè. An Công chống đột quỵ thì nó sẽ như thế này. Và mọi người nhìn giùm mình ha, cái hình này con rùa nè. Khi cái hàng chính hãng á là con rùa của nó rất là rõ ràng luôn nha cả nhà, rất là rõ ràng luôn nè, hàng hãng nè. Và cái này á là cái mã vạch của nó nè, cái này là mã vạch nè, mọi người thấy không ạ? Và cái này á là cái hàng sử dụng nè. Và bên trong của nó mình lật cái bên trong của nó ra, bên trong của nó thì nó sẽ có một cái viên này, mọi người thấy không ạ? Nó viên màu vàng ấm ấm luôn ha, màu vàng của nó nè, rất là đẹp luôn đó. Cái này là vàng thật nha cả nhà, và mình sẽ khui ra luôn. Đó, viên này mình sẽ khui ra, một lát nữa là mình sẽ để cho mẹ mình xài ha. Đó, cái này là bằng thật luôn nha. Và đặc biệt khi mà mình mở ra một cái viên như thế này nè, bẻ ra bên trong. Mình sẽ bẻ ra bên trong nè. Bên trong là khi mà mình bẻ ra nó thơm phức luôn đó cả nhà. Và cái hàng chính hãng của nó là nó sẽ vàng nè, nó vàng như thế này nè. Và nó sẽ có một cái dạng gọi là hàng phách nha cả nhà. Hàng phách á là khi mà hàng phách á là nó sẽ có màu sậm rất là đen. Và mọi người nếu như mà những cái ai mà chúng ta hay có nhà mà có người lớn tuổi hoặc là khi mà chúng ta hay say sẩm á, ở bên Hàn Quốc người ta nói là khi mà mình xỉn á là tức là mình ra nắng hoặc là mình đi ra ngoài đường á mà mình cảm thấy say sẩm là mình phải dự trữ trong nhà liền những cái viên như thế này. Để mình cấm đột quỵ nha. Và cái hướng dẫn sử dụng như thế nào thì một lát nữa khi mà mình về á mình sẽ đọc ở trong cái tờ này. Và mình hôm nay review để mọi người biết là hàng thật với hàng giả nó ra như thế nào. Nó nè mọi người nhìn nè, viên thật nè, đúng vào vàng luôn nha. Và những cái này á mọi người lưu ý giùm mình là mình sẽ không uống vào buổi tối nha, nhớ là không uống vào buổi tối. Vì trong thành phần này nó có cái thành phần gọi là chu sa đó cả nhà, chu sa nè, nó sẽ làm cho buổi tối cho mình, nó là mình uống vô thì nó sẽ gây ra nôn mửa này nọ, hoặc là mình sẽ không uống khi đói nha. Và cái này thì thường ở nhà mình lúc nào cũng vậy, đầu năm mình sẽ mua để mà uống cho tới cuối năm. Thì thường là ở ngoài người ta uống một tháng một viên, nhưng mà mình thì hai ba tháng mình uống một viên. Nhưng mà mình sẽ phòng chống đột quỵ rất là hay, hoặc là điều trị tất cả những cái bệnh ở trong này nè. Mọi người về đọc nha. Đó, và cái này là cái hộp An Công Ngưu hoàn hoàn tổ án, hàng của chính hãng của Hàn Quốc nha cả nhà. Đây cả nhà ơi. Và bây giờ mình sẽ đưa cho mẹ mình ha, đưa cho mẹ mình uống cái viên này luôn. Má à, nãy nè, khui ra rồi nè, uống cái viên này. Đó, cả nhà. Rồi má uống luôn đi rồi má. Đó cả nhà ơi, khi mà mình uống cái này á là mình có thể là mình nhai, như là mình nói người lớn hay người lớn thì mình có thể là nhai xong rồi mình sẽ uống nước ấm, hoặc là nếu như mà mình nhỏ thì mình người nhỏ đó chúng ta có thể là chúng ta xé ra từng sắc ra từng viên viên nhỏ xong rồi chúng ta sẽ hòa tan để mà chúng ta uống nha. Đó, cái này là mẹ mình đã sử dụng. Và tất cả ở nhà của chúng ta nếu như mà có người lớn tuổi ha, hoặc là có ba mẹ, hoặc là nói chung là những cái trường hợp mà chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh nha. Bây giờ là nó quá gọi là đáng sợ rồi. Để mọi người tranh thủ nha cả nhà. Đó. Ủa, còn viên lá thì nhiễm đi. Cô bé là nhỏ nhỏ chứ. Cho cô nuốt không nổi nè mà cô phải bẫy rồi. Nhai luôn, cái này là một là nhai. Uống vô phản chống đột quỵ.
Thơm ha, thơm ghê lắm. Thơm lắm. Thơm quá thơm. Ừ. Cái này cái hàng này mà hàng giả nó đang thui. Cái hồng mà thơm mà út nữa thơm. Người ta nó cái giòn này.